Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian quan tâm cũng như theo dõi kênh YouTube của Nhất Long Audio. Vâng, clip ngày hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc âm ly của hãng Maxitot có model là MA6800. Nói đến thương hiệu Maxitot thì các bác đã biết rồi. Đây là một trong những cái thương hiệu rất lớn được sản xuất tại Mỹ và Việt Nam mình được rất nhiều các bác ưa chuộng các mẫu Maxitot. Maxitot này thì là ghép rất tốt với những dòng loa như JBL hay Tainoi BMW. Maxitot này thì nếu mà các bác nào mà chơi những dòng loa JBL khó tính thì chỉ có Maxitot nó mới trị được, nó mới khai thác hết được cái chất âm của đôi loa JBL. Và ngoài ra đánh với Tainoi rất là tốt luôn. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là model MA6800, là một trong những cái model quốc dân được rất nhiều các bác ưa chuộng, giá nó chỉ có trên 70 triệu tí thôi và hình thức thì rất là đẹp. Hãng Maxitot thì luôn luôn thiết kế cái mặt giữa nó là cái mặt kính các bác nhá, mặt kính zin này, mặt kính rất là đẹp luôn các bác nhá, và các chữ nó có hiển thị các đèn led lên rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó, nhìn rất là tuyệt vời. Và dòng này có cả chỉnh bát chép và các đường vào recorder. Đó, như CD1, CD2, tuner đầy đủ tất cả các đường vào. Và dòng này lau lớt là lau lớt vặn này các bác, như lau lớt vặn này. Đó. Lau lớt vặn và ba lăng ở đây, ba lăng nó ở đây luôn. Đó. Và volume hiển thị số các bác nhé. Đời này nó là hiển thị số rồi. Đó. Đó, hiển thị số rồi. Rất là đẹp luôn. Và dòng này sử dụng hai đồng hồ VU, vậy tín hiệu nhạc, vậy theo điệu nhạc đấy. Và em sẽ tắt máy đi và em sẽ quay chi tiết và giới thiệu sâu hơn để quý vị và các bạn cùng tham khảo cũng như nhìn ngắm cái mức độ đẹp của chiếc âm ly Maxitot MA6800 này. Và bốn xung quanh là vỏ sắt, con này máy là rất sâu không nhá, nó khơi chỏ khoảng hơn 40 cm đấy, còn máy là rất sâu, cái chiều sâu của nó, chiều ngang của nó cũng thể, chiều mang cũng rất là to, nó khoảng tầm 45 cm chiều ngang. Đó, một chiếc âm ly rất là tuyệt vời. Đó, đây là sau máy của chiếc âm ly Maxitot MA6800. Đó, có nhìn thấy chưa, MA6800 menu USA. Đây là tất cả các đường vào input này, input là đường vào này. Đó. Đấy, dòng này có cầu loa, nó có các chế độ ohm từ 2, 4, 8 ohm nên là phù hợp rất nhiều các dòng loa khó tính từ 2 ohm đến 8 ohm. Và dòng này là mỗi một 8 ohm thì cho ra 150W trên một kênh nên là rất khỏe. Và một lát nữa em sẽ ghép với đôi loa JBL 433B sử dụng củ ferrite. Để xem các bác và khai thác cái chất âm của bộ đôi sản phẩm này. Và em cũng xin giới thiệu luôn đến quý vị và các bạn là cặp loa JBL L433B. Đó, loa rất đẹp luôn, cấu hình như 433A nhưng mà giá xuất xưởng của nó cao hơn là 433A quá nhá. Giá xuất xưởng cao hơn 433A. Đó, cấu hình thì như nhau nhưng mà cái giá và cái kèm theo cái chất lượng nó chỉ là nó khác mỗi cái củ Ferrite và củ Anico thôi. Loa này rất đẹp luôn. Đó. Loa JBL 433B. Loa tuyệt vời luôn, giá cũng chỉ có giá đôi loa này chỉ có 75 triệu thôi. Và chiếc âm ly Maxitot MA6800 cũng giá chỉ có trên 70 triệu thôi. Các bác mua cả bộ thì em sẽ cân đối để cái giá tốt nhất cho các bác. Và bây giờ em sẽ test một bài nhạc, mời các bác cùng trải nghiệm cái chất âm của bộ đôi sản phẩm này. Thank you.
rồi tới nhà.